Lanchivo, mến chào cả nhà. Hôm nay mời cả nhà cùng với Lanchivo đi dạo một số địa điểm bắn hoa cũng như là quất vào những ngày giáp Tết nha cả nhà. Hiện tại Lanchivo đang ở công viên Thiếu Nhi, khu vực công viên Thiếu Nhi bây giờ là coi như là hoa là kín hết rồi cả nhà. Khu vực chỗ này bắn quất nè, quất quá trời nè cả nhà. Chậu cũng rất là lớn. Này, cái này là cây quất. Đó, đừng đừng chú la đó. Chú chậu lớn chậu nhỏ có cả nhà. Này chậu nhỏ nè, cái chậu này lớn hơn. Cái đó thuốc không á, thuốc không à, ăn được đâu. Đó, chỗ đó là quất. Qua bên này có mai nữa này cả nhà. Đây, mai đây. Mai chậu cũng nhỏ, cũng có búp nè. Mai này chưa có cái nở, rồi bữa nữa nó nở đó mới đẹp. Hai khu vực công viên Thiếu Nhi, gần chỗ cái nhà hát của công viên Thiếu Nhi nè. Đây, ở đây quốc rất là bự nè, chậu rất là cao, bự. Đẹp ghê. Cái này nếu mua về trưng bày chắc cũng đẹp á. Mua chơi Tết cũng đẹp á cả nhà. Chỗ to cao. Rồi, rồi gần đây thì có hốc cúc nữa nè. Công viên Thiếu Nhi bữa nay là những khu vực ngoài trống của công viên Thiếu Nhi là kín hết rồi. To kín hết. Lúc này vừa mới bung búp lên, rất đẹp. Chậu nhỏ nhỏ xinh xinh này, nếu mấy chậu này thì mình mua giá nó nhỏ tiền thì nó dễ hơn. Còn mấy chậu bữa trước ở phía ngoài công viên trước cổng kia là nó rất là to. Ồ, chỗ này quất to nữa nè. Cái này là cây gì anh? Tắc hả? Nó cao to dữ ha. Ủa trái to ghê luôn. Này chậu này khoảng nhiêu chậu vậy anh? Rất là cao nè cả nhà. Anh nói mình cũng đi dạo. Đừng chủ chứ. Chậu này cao quá không? Nhà này nó cao kìa không? To quá trời luôn. Cao phải 2 mét á. Ở đây có hoa mặt trời nữa nè. Chậu cũng nhỏ nhỏ xinh xinh nè. Hoa hướng dương. Ở
Rồi, công viên bữa nay là mấy cái đoạn trống trống là để ho kín hết rồi cả nhà. Đó, mấy anh đây. Cúc. Quất. Rồi mai. Rồi tắc. Cây cao. Ho hướng dương. Còn mấy gần cổng thì có hoa cúc. Ở trước cổng công viên thiếu nhi cũng trước cổng công viên thiếu nhi cũng rất là nhiều hoa cúc. Mời cả nhà đi dạo một vòng ra ngoài đường rồi nha, đường đỡ nông thôn rồi nha, có sống và chọn lựa ho được rồi đó. Đó, hôm nay hoa cúc mà nở rất là đẹp, có to, bên kia có mai mà nó trồng rất là to ha, nhưng có người mua không luôn nè. Là nay kín hết rồi. Bên kia này nha, bên kia là bonsai. Chín lần. Đó. Đó, chỗ này hoa cúc.
trước trường tiểu học Phúc Tiến nữa nè. Rồi đồ gỗ đó, chuẩn bị một gian hàng mai xuống nữa nè. Đây là chắc mai Bình Định nè cả nhà, mai thấy Giáng Long đó. Bãi này chuẩn bị tập kết mai nữa đây, mai là... đồ gỗ bonsai. Và nổi bật nhất vẫn là cái khu phố đèn lồng đỏ trên đường Đinh Tiên Hoàng. Tập văn nghệ nè cả nhà, tập
đêm hình như cũng quá nghe luôn rồi. Đúng rồi, giờ đêm chắc giờ đêm đóng cửa chứ không có cho tụ tập rồi.
Viên rồi công viên Thiếu Nhi rồi đường Lê Thánh Tôn rồi ở đó bán hoa rồi cây cảnh rồi người dân đi mua sắm cũng như đi tham quan rồi trên đó thì nó vui hơn. Còn đoạn Đồng Phú này giờ này có vẻ xe cộ cũng hơi vắng hơn cả nhà. Này cũng 8 giờ tối rồi. Đây là đường Nguyễn Chánh với đường Nguyễn Chánh với đường Đồng Phú. Nguyễn Chánh khi xưa nó Nguyễn Chi Phương đó nha, gần khách sạn Sheraton Sheraton. Thì cũng nhẹ nhẹ, rất là dễ chịu. Thời tiết mấy ngày nay Nha Trang vậy là quá lý tưởng rồi. Qua con đường dây xin thử trên con đường này nó có bắn hoa không các bạn ạ. Thank you.
đây nữa nè cả nhà. Này hoa vòng thọ, còn cái chỗ vòng tay. Cả nhà đã xem video nhé. Xin chào cả nhà.